tôi làm cũng là nhiều năm nhất, tức là hơn 20 năm về lĩnh vực hạt giống. Và lĩnh vực thứ hai là công nghệ, lĩnh vực thứ ba là thực phẩm. Thì trong cái giới hạn cái buổi hội nghị ngày hôm nay thì thời gian có hạn nên tôi chỉ ngắn gọn trong cái lĩnh vực công nghệ, đi sâu về lĩnh vực công nghệ và cũng rất ngắn gọn, chủ yếu bằng hình ảnh. Thì với cái xu hướng phát triển công nghệ 4.0 ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì chúng tôi là một trong những doanh nghiệp mà đầu tiên cũng như là mạnh dạn để mà giới thiệu về cái công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp, kết nối IoT và AI tại tỉnh Bắc Ninh từ năm 2018. Và đến giờ phút này, tức là sau 3 năm, gần 4 năm thực hiện, thì từ ban đầu chưa có một cái khái niệm gì về cái máy bay thương mại cho sản xuất nông nghiệp, nhưng đến giờ phút này thì phát triển rất là mạnh mẽ, đặc biệt là các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và đến giờ phút này chúng tôi phát triển thành một cái hệ sinh thái ngoài cái máy bay không người lái. Thì trước hết về đối với cái hệ sinh thái thì chúng ta cần có một số các cái khái niệm, ví dụ như là về hệ sinh thái thì phải có một cái nhận thức tự động toàn diện về cái cây trồng, tức là làm sao để mà giảm cái chi phí lao động sống xuống và hoạt động chủ yếu là tự động. Cái thứ hai là ra quyết định thông minh về sản xuất nông nghiệp. Thì cái việc mà ra quyết định thông minh thì rất là quan trọng, bởi vì có rất nhiều các cái công nghệ khác nhau ứng dụng thế nào vào sản xuất nông nghiệp và phù hợp với cái loại cây trồng của chúng ta, thì đấy gọi là cái ứng dụng nó thông minh. Và khi đó, khi đã như vậy rồi thì thực hiện chính xác từng nhiệm vụ nông nghiệp, tức là thực hiện chính xác từng nhiệm vụ thông qua các cái thiết bị thông minh. Thì hiện nay chúng tôi phát triển có những cái thương hiệu khác nhau. Thứ nhất là về cái hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc xác thực AgriCheck, tức là về cái truy xuất nguồn gốc. Thứ hai là hệ thống phần mềm quản lý giám sát nông nghiệp thông minh, trạm giám sát nông nghiệp DT Smart Ag. Và thứ ba là cái hệ thống tự động hóa không người lái ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhãn hiệu P Global Check. Thì cả một cái dòng 6 sản phẩm này chúng tôi kết nối với nhau. Trước hết là tôi giới thiệu về cái DT Smart Ag, tức là đây là một cái trạm giám sát mà cắm ở tại các cái trang trại, các cái đồng ruộng chúng ta. Và nó có trên cái này thì nó có rất nhiều các cái thiết bị, từ cái cảm biến gió, không khí, độ ẩm, CO2, hình ảnh, dự báo dự đoán năng suất và cảm biến đất. Hiện nay chúng tôi đã triển khai ở một số các cái tỉnh thành khác nhau, ví dụ như ở Vải Thiều Lục Ngạn với tỉnh Lục Ngạn, và ở tại thành phố Cần Thơ, và cũng như là ở Lâm Đồng là Đạo Oai, về cái sầu riêng Đạo Oai. Đó là những cái tiêu biểu. Khi mà gắn kết cái hệ thống này hoàn toàn tự động và được máy móc tự cập nhật các cái số liệu và đưa lên hệ thống đám mây, và cuối cùng nó đưa ra cái mã truy xuất nguồn gốc, thì cái này nó cực kỳ quan trọng, bởi cái mã này nó hoàn toàn tự động và không có người can thiệp vào và không sửa chữa được. Và khi đó thì nó rất là minh bạch và rõ ràng khi mà chúng ta thực vào, và cuối cùng là cái mã này được công bố lên cái hệ thống thương mại điện tử. Thì tiếp đến là cái hệ thống là máy bay không người lái, thì bao gồm rất là nhiều các cái loại máy bay không người lái khác nhau. Thứ nhất là như là cái máy bay viễn thám, tức là cái máy bay viễn thám này thì nó có nhiệm vụ là gì? Bay và đo đếm cái diện tích nông nghiệp chính xác từng cm. Ví dụ như một cái máy bay viễn thám chúng tôi ấy, bay cho nông nghiệp chỉ trong vòng 40 phút là bay được 150 hectare, và nó đo đếm chính xác từng cm, từng diện tích đất một, và hình ảnh đa phổ, quang phổ để mà chụp chiếu hình ảnh, dự đoán dự báo sâu bệnh và truyền tải qua cái hệ thống phần mềm đám mây để đưa lên cái hệ thống và kết nối với cái trạm, tức là cái trạm chúng ta nhìn đây là cái trạm mặt đất, hệ thống cơ sở dữ liệu để dẫn đường cho tất cả các cái thiết bị không người lái. Nói chung thì bao gồm máy bay không người lái về viễn thám, máy bay không người lái về phun thuốc bảo vệ thực vật, về các cái thiết bị tự động trên mặt đất, như là máy, các cái máy nông nghiệp trên mặt đất. Thì mỗi một cái trạm này nó có thể là phát sóng
và điều khiển được trong vòng 50 bán kính 50 cây số đến 60 cây số. Và hiện nay chúng tôi đã lắp đặt ở Việt Nam ở những tỉnh trọng điểm như đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, và sang năm 2021 thì chúng tôi phát triển mạnh mẽ lên thành một cái cơ sở hệ thống hạ tầng để cho các cái máy móc tự động không người lái trong nông nghiệp hoạt động. Thì đây là cái hệ thống mà máy móc nông nghiệp không người lái, không cần có người lái. Thì căn cứ vào các cái máy móc nông nghiệp hiện nay đang có bà con nông dân mình đang sử dụng, và chúng tôi chỉ lắp thêm hai cái thiết bị, ba cái thiết bị. Thứ nhất là về cái vô lăng điện tử, thứ hai là về cái định vị dẫn đường thì gắn vào cái các cái máy móc này, và thông qua cái phần mềm thì tự động điều khiển 100% tự động, không phải có người lái, và nó sẽ giảm đi chi phí lao động sống rất lớn và chủ động công việc. Hệ thống robot nông nghiệp thì đây là một cái hệ thống robot nông nghiệp mà hiện nay đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt, và nó có trọng tải, tức là cái bình chứa nó lên tới là 100 lít và 150 kg. Thì hai cái tháp phun hai bên ấy, nó dài, nó cao 6 mét và rộng ra mỗi bên 6 mét là thành 12 mét, và nó đi tự động do chúng ta lập trình, và độ dốc có thể lên tới 30 độ và hoạt động ở trong tất cả các cái vườn nhỏ. Ví dụ như máy bay không người lái thì diện tích rất rộng, nó hiệu quả. Nhưng đối với con robot này thì 1.000m², 2.000m² hoặc là 1 hecta hoạt động rất là tốt và rất là hiệu quả. Ngoài việc phun thuốc thì nó có chuyên trở vật tư phân bón và thu hoạch tự động, đi chế độ khứ hồi và rất nhiều các cái chế độ khác. Và nó có rất nhiều các cái dạng bánh xích, dạng bánh đi dưới trên đồng bằng, trên đồi, và nó có thể tự cảm biến lưng độ cao khi gặp ổ gà hoặc chướng ngại vật từ 15cm cho đến 45cm và đạt chuẩn IP67. Thì tiếp đến là cái hệ thống máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật và gieo hạt giống. Thì hiện nay với cái nhãn hiệu P-Robotech chúng tôi ấy, thì tại sao chúng tôi có cái câu là bậc thầy về máy bay nông nghiệp? Bởi vì như chúng ta được biết là trên thế giới hiện nay rất nhiều các cái loại máy bay nông nghiệp khác nhau, và tại thị trường Việt Nam khi chúng tôi là người đầu tiên đưa cái máy bay nông nghiệp thương mại về Việt Nam từ năm 2018, và đến nay nó phát triển rất là nhanh và có rất nhiều các cái tổ chức cá nhân đem về Việt Nam. Tuy nhiên thì các cái dạng máy bay không người lái khác thì chưa đạt được một cái mức độ, tức là tích hợp được cả 3-4 cái công năng trên một cái máy bay: phun thuốc bảo vệ thực vật, gia dung dịch, tưới phân bón này, gieo hạt giống này, giải phân bón dạng hạt và dạng bột khô giống như vôi, đều trên một cái máy bay này, và nó thiết kế mô đun hóa từng chi tiết. Thì cái lợi ích to lớn này dẫn đến là hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long nó vào rất là nhanh, và bà con nông dân, các cái tổ chức cá nhân phát triển rất là mạnh mẽ, trong đó có các cái công ty tập đoàn lớn như tập đoàn Bayer của Đức chuyên về cái thuốc bảo vệ thực vật và thuốc cho người ấy, thì đã sử dụng cái sản phẩm của tôi, tập đoàn Lộc Trời và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, đó là những tổ chức lớn và sử dụng cái công nghệ của tôi. Thì nó có một số các cái vượt trội như tự động 100%, không cần phải điều khiển hết. Công nghệ thì khác biệt là công nghệ đi tâm. Giữa công nghệ đi tâm và công nghệ áp lực hiện nay trên thị trường thì khác biệt nhau hoàn toàn. Độ chính xác cao. Hệ thống máy đo thuốc thông minh, không cần phải có người làm việc mà tự động, chỉ bấm một nút là nó tự chạy. Và cái hệ thống này cũng rất là quan trọng, cung cấp siêu năng lượng. Thì hôm qua trong cái hội nghị hỗ trợ thì có một số các cái doanh nghiệp cũng trưng bày máy bay không người lái. Khi chúng tôi đến hỏi công nghệ pin thì họ nói đặt sạc 2 tiếng mới đầy, nhưng công nghệ chúng tôi chỉ trong vòng 10 phút và ngâm xuống nước và chạy rất là nhanh, độ bền cao và cái tính ổn định cao thì đã vượt trội hơn về mặt công nghệ. Để tất cả các địa hình nó đều chạy được. Đây là về cái hệ thống mà gieo hạt giống.
thì nó thiết kế rất hay, nó thành một cái hệ thống phun với tốc độ là 18 m/s, giống như súng hơi bắn hạt giống xuống dưới đất và cắm sâu cắm ở đất, và tỷ lệ mọc nó rất là cao nên giảm được 50% hạt giống. Đây là ở đồng bằng sông Cửu Long khi chúng tôi làm các cái chương trình xạ lúa cho người nông dân 80 kg trên 1 hecta, nhưng mà tỷ lệ rất là đều và đẹp. Gieo bằng máy bay, tức là từ đầu đến cuối chúng ta tôi hoàn toàn làm 100% bằng máy bay. So sánh về hiệu quả kinh tế giữa máy bay, giữa máy cấy và gieo xạ bằng tay thì cái máy bay là hiệu quả cao nhất. Lý do là giảm cái thời gian, giảm cái chi phí, và trên tất cả các hiện hình nó đều hoạt động tốt và năng suất cũng cao. Đây là các cái chương trình của chúng tôi đã làm ở các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Kiên Giang, Long An, Hậu Giang, Sóc Trăng. Đánh giá hiệu quả cái phần này tôi cho qua vì là cũng thời gian quá hạn. Và rất là đơn giản, kể cả phụ nữ cũng làm được cái việc này. Thì với cái mô hình chúng tôi là series các cái sản phẩm kết nối với nhau trên một cái hệ điện toán 50 để chuyển dữ liệu cho nhau để sử dụng, chứ không phải tách biệt từng chiếc một. Như vậy nó giảm rất nhiều chi phí và không cồng kềnh. Và đây là cái hệ thống giải pháp chúng tôi, tức là về cái hệ thống sinh thái nông nghiệp thông minh. Thì tùy thuộc vào các cái doanh nghiệp, tùy thuộc vào quy mô để chúng ta lựa chọn từng phần một để áp dụng cho nó phù hợp. Nếu mà cái quy mô mà lớn thì có thể là hệ thống áp dụng 100%. Thì đây là địa chỉ chúng tôi, và chúng tôi có trụ sở chính tại thành phố Bắc Ninh và văn phòng đại diện ở thành phố Cần Thơ. Hotline là 0981858599. Thì cái phần này tôi đến đây là tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đại biểu. Chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành công. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn.